Xin chào các bạn, mình là Hoàng Dương. Hiện tại mình đang được đào tạo tại bộ phận hành chính của công ty BMC. Qua một tuần trải nghiệm tại công ty, mình cảm thấy rất là phấn khích khi được đào tạo tại một môi trường chuyên nghiệp, thân thiện và có những trải nghiệm chưa từng có. Công việc hàng ngày của mình là tiếp nhận điện thoại khách hàng, sao lưu công văn đi và đến, mình đóng dấu giấy tờ và tổng hợp dữ liệu. Công việc khiến mình bỡ ngỡ nhất là công việc tiếp nhận điện thoại khách hàng. Đây là công việc mình cảm thấy rất là khác so với cách mình nghe điện thoại thông thường. Trong vòng 3 hồi chuông, tôi đã phải tiếp nhận điện thoại và trả lời yêu cầu khách hàng. Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi luôn là người cúp máy so với khách hàng cúp máy. Bên cạnh việc tiếp nhận điện thoại khách hàng thì việc lưu trữ công văn đi và đến là một phần rất quan trọng trong hoạt động của công ty. Tôi đã được mọi người hướng dẫn rất kỹ về việc lưu trữ sao lưu công văn đi và đến. Trước khi mọi công văn đi và đến được đưa đến các bộ phận thì tôi phải đánh số và sao lưu văn bản. Sau đó tôi ghi chép vào sổ ghi nhận công văn đi và đến. Hy vọng với sự nhiệt tình giúp đỡ của mọi người, anh chị đồng nghiệp cho công ty, tôi sẽ thành công trong công việc trong tương lai, cũng như góp phần vào thành công của công ty. Chào các bạn.